Xin hỏi danh tính công tử. Tại hạ là Du Y. Huynh là người Phàn Kinh sao? Ta chỉ là hồi nhỏ từng sống vài năm ở Phàn Kinh thôi. Ta không cần giúp đỡ, chỉ cần công chúa chịu tin ta thì ta không cần gì để nuối tiếc nữa. Hình Duyệt, ta còn nói muốn đưa huynh ấy đi ngắm cảnh Lan Chiêu, nhưng huynh ấy lại cứ thế ra đi rồi. Huynh ấy mới tìm lại được người thân của mình thôi mà. Hình Duyệt, cô đừng buồn nữa, đừng để huynh ấy trắc trở vì bị kẻ gian hãm hại. Chúng ta nhất định sẽ trả thù cho huynh ấy. Nói đúng lắm, Tử Ngu. Gieo gió gặt bão, đến lúc Viên Đạo Thành bị báo ứng rồi. Mọi việc làm đến đâu rồi? Đã chuẩn bị đủ hàng đưa đến Thanh Liệu Cát rồi, chắc đã đến nơi rồi. Không hay rồi, đại nhân. Chuyện gì vậy? Người của công đường Đại Lý Tự đến, có chuyện muốn hỏi đại nhân. Rốt cuộc có chuyện gì mà Đại Lý Tự đến Viên phủ bắt người? Đại Lý Tự có việc công, mời đại nhân đi với ta một chuyến. Xin hỏi có chuyện gì? Có người đến Đại Lý Tự đánh trống kêu quan, tố cáo đại nhân xem thường mạng người, khi quân phạm thượng. Mời. Bái kiến Hà đại nhân. Xin hỏi Viên mỗ có tội gì? Có người tố cáo kêu quan, để giữ vững quy nghiêm của luật pháp, bổn quan buộc phải thụ lý. Gọi nguyên cáo vào đây. Ca ca, lần này nghe nhi sẽ không bỏ huynh lại một mình đâu. Dù có chết, chúng ta cũng phải chết cùng nhau. Dân nữ nghe thường, hôm nay có nội quan muốn giải bày, xin đại nhân đòi lại công bằng cho dân nữ. Đứng lên rồi nói, có nội quan gì người cứ nói ra. Tạ ơn đại nhân. Viên Đạo Thành, ngươi không ngờ ta có thể sống sót trở về phải không? Nghe thường cô nương, nghe thường cô nương, nghe thường. Bên này không có, qua bên kia xem thử đi. Được. Nghe thường, nghe thường, nghe thường, nghe thường. Cô đang ở đâu? Nghe thường, nghe thường, nghe thường. Nghe thường cô nương. Tìm thấy rồi. Bên này, mau lên. Cô ấy không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Đa tạ đại phu. Tiểu Lộ, đưa đại phu ra ngoài. Dân, mời. Tiểu Lục Tử, ngươi thay chậu nước khác đi. Dân.
Nghe Nhi, cuối cùng nàng cũng tỉnh. Ta đang ở đâu? Đây là phủ Tiểu Hầu gia, nàng yên tâm, nàng rất an toàn. Kiên Đạo Thành bắt dân nữ làm con tin, uy hiếp Lạc Dương, phái người lừa dân nữ ra khỏi Thụy Viên, sau đó lại ép dân nữ nhảy xuống vực. Những lời này của Ngê Thường cô nương có bằng chứng không? Cô nương bị chuyện quả không tệ, nhưng bổn quan và cô không hề quen biết. Cô sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Không hề quen biết. 4 năm trước, người cấu kết với Tô Công Minh, thương gia bán dại ở Thành Đông, làm hại tài gia ở Thành Đông, khiến ta nhà tan cửa nát. Chuyện lớn thế này, lẽ nào ngươi cũng quên? Ai có thể chứng minh là ta sai Tô Công Minh làm? Hơn nữa, vụ án của tại gia năm đó bằng chứng rõ ràng, đó là tội khi quân. Cô là ai mà dám ở Đại Lý Tự ăn nói lung tung? Ta họ Tạ, tên thật là Tạ Tiểu Nghi. Cha mẹ ta trên đường đi lưu đày đều chết trong tay ngươi. Sau đó ngươi sợ bại lộ, đã lần lượt trừ khử Tô Công Minh và Cao Tuyền thuộc hạ của ngươi. Rồi ngươi lại ép ta và ca ca ta phải nhảy xuống vực. Ta may mắn thoát chết, ca ca vì cứu ta mà chết. Bao nhiêu mạng người, ngươi đúng là tán tận lương tâm. Hà đại nhân, bổn dân cũng muốn tố cáo thống lĩnh cung thị cục Viên Đạo Thành nhiều năm nay âm thầm cấu kết với thương nhân, tham ô, nhận hối lộ, bỏ túi riêng, biện thủ quốc cố, giết người diệt khẩu, một tay che trời. Tội lỗi chồng chất không thể kể hết. Viên Đạo Thành, về ngươi còn gì để nói nữa? Lạc Dương điện hạ, chúng ta trước giờ bất hòa, nhưng cũng không đến nỗi phải đảo lộn trắng đen, ngậm máu phun người chứ. Từ 1 năm trước, bổn dân đã bắt đầu điều tra tội tham ô, nhận hối lộ, bắt dẹt thương nhân của cung thị cục. Ta có hàng chục thương nhân cũng đứng lên tố cáo. Dưới sự dơ dét của ngươi, họ kinh doanh vất vả, nhưng vẫn không thể thỏa mãn dục vọng cá nhân của ngươi. Đại nhân, giỏi lắm. Hồi đầu ngành ở kinh thành này lại trở thành túi tiền của một mình ngươi. Hà đại nhân, cung thị cục giao dịch với thương nhân trước giờ đều do Cao Tuyền quản lý, cũng là hắn ký tên đóng dấu. Những việc hắn lén lút làm sau lưng ta, ta chẳng biết gì cả. Ngươi có nhớ Cao Tuyền chết thế nào không? Cao Tuyền dối trên lừa dưới, tự thấy tội nghiệp nặng nề nên tự trầm mình mà chết. Việc này ta đã thượng tấu thỉnh tội, không biết Lạc Dương còn muốn làm gì nữa, hay cho tự trầm mình mà chết? Hà đại nhân, bổn dân xin ngài cho gọi nhân chứng. Cho gọi nhân chứng. Cho gọi nhân chứng. Tiểu nhân Phó Tam Nhi bái kiến đại nhân. Tiểu nhân là cháu ngoại của Cao Tuyền. Ngày dượng tiểu nhân chết, tiểu nhân đã thấy tất cả ở phủ Viên Đạo Thành. Chính là tên họ Viên này đã đánh thuốc mê dượng tiểu nhân. Còn nói cái gì mà tiễn ông ấy lên đường. Tiểu nhân biết kẻ này thần thông quảng đại, tuy đã nhìn thấy tất cả nhưng cũng không dám lên tiếng, mà chỉ có thể trốn chui trốn nhủi. Đến khi Lạc Dương tìm được, tiểu nhân mới dám lên công đường làm chứng. Đại nhân minh xét, lời tiểu nhân nói đều là sự thật. Nếu có nửa câu nói dối sẽ bị sấm sét đánh chết. Nhưng chứng qua một bên đứng hầu. Viên Đạo Thành, chuyện đã đến nước này, ngươi còn không nhận tội sao? Hà đại nhân, theo hạ quan được biết, Phó Tam Nhi là một kẻ vô lại nơi phố chợ, thường làm đủ việc hạ lưu. Xin hỏi Hà đại nhân, lời loại người này nói có thể tin được sao? Ai biết có phải Phó Tam Nhi đã nhận lợi ích từ người khác nên đến đây nói lung tung, hãm hại bổn quan không? Hà đại nhân, vừa nhìn đã biết là được sắp đặt sẵn, bổn quan không thể nhận. Đại nhân mạo phạm rồi,
Tại hạ Tô Văn Vũ, đương gia của Tô Thị, xin tố cáo Diên Đạo Thành. Chuyện của Tại Gia ngươi không nhận, chuyện Cao Tuyền ngươi cũng không nhận, nhưng chuyện này chắc ngươi phải nhận chứ. Tô Văn Vũ, ta khuyên ngươi trước khi nói phải cân nhắc kỹ. Diên đại nhân, đây là đơn đặt hàng trước đây ngươi bảo ta làm, ngươi có nhận ra không? Trình lên đây. Bao năm nay hắn lợi dụng việc làm ăn của Tô gia và sổ sách công của cung thị cục mà tham ô bao nhiêu ngân lượng bỏ vào túi hắn, còn kiếm bao nhiêu bạc bất chính, lừa gạt triều đình lấy lãi cao. Ta đã giữ lại hết số đơn đặt hàng này, ta muốn xem thử có khớp với sổ sách công của cung thị cục hay không. Tô Văn Vũ, ngươi dám cùng chúng hãm hại bổn quan, ngươi tưởng Tô Văn Vũ ta thật sự sẽ để ngươi lợi dụng sao? Nghe Nhi, ta muốn quang minh chính đại trở lại làm Tạ Tiểu Nghi. Huynh có chịu giúp ta không? Viên đại nhân, Văn Vũ lập tức đi ngay, nhất định sẽ hoàn thành việc này. Tôi Văn Vũ, ngươi là tên hèn nhé, không lo kinh doanh gia nghiệp đàng hoàng, chỉ lo luồn cuối khắp nơi. Tôi gia có ngươi mới thực sự là gia môn bất hạnh. Lạc Viên điện hạ, Thảo Dân quên mất, Cương Thảo Đường còn có, chỗ dựa là Viên gia đi. Mặc dù ngươi lo việc chuẩn bị quốc lễ, nhưng cũng quá ngạo mạn rồi. Niệm tình cũ, bổn dương tha cho ngươi một lần. Nếu ngươi còn không chịu tỉnh ngộ, thì đừng trách bổn dương không nể tình. Hà đại nhân, tiểu nhân có di thư của gia phụ chứng minh ân oán của Tại gia là năm đó Viên Đạo Thành sai Tô Công Minh nghị thúc tiểu nhân lén đổi bột trân châu ngựa ban, đảo lộn thật giả, hãm hại Tại gia. Đại nhân, tiểu nhân là Tiêu Qua, quản gia của Tô Thị. Tiểu nhân cũng có thể chứng minh vụ án của Tạ Thị năm đó đúng là Viên Đạo Thành sai nhị lão gia nhà tiểu nhân làm. Hắn còn ép nhị lão gia nhà tiểu nhân sai người đi giết hại cả nhà Tạ Thị bị lưu đề. Tôi Văn Vũ, làm gì có lợi gì cho ngươi? Ngươi đừng quên ngươi cũng chẳng trong sạch gì, không cần Viên đại nhân nhắc nhở. Hôm nay Tôi Văn Vũ này tình nguyện trả giá cho tất cả việc làm của mình. Còn Viên Đạo Thành ngươi chèn ép Tô Thị ta nhiều năm, lại giết hại nhị thúc ta, không bắt kẻ tội đồ như ngươi phải chịu trừng phạt, thì cho dù ta sống tạm bợ cũng còn ý nghĩa gì đâu. Hà đại nhân, Thảo Hà đại nhân, tiểu nhân còn một việc vẫn chưa bẩm báo. Còn có việc gì? Mau nói đi. Năm xưa Nghe Thường bị vu oan giết hại tội đồ Thân Lam, thực ra là do tiểu nhân làm, mong đại nhân minh xét. Còn cái việc này sao? Vì Thân Lam chính là hung thủ năm đó nhị thúc phái đi giết hại Tại gia. Kẻ này mượn việc năm đó không ngừng dây dét Tô gia. Năm đó Nghe Thường bỏ đi,
Sau khi tranh chấp với Thân Lam ở trong ngõ nhỏ, tiểu nhân thấy Thân Lam đã say mềm, liền giết Thân Lam bằng cây kéo. Nghe Thường bỏ lại hiện trường, ai ngờ lại gây họa cho Nghe Thường cô nương. Tiểu nhân tội đáng muôn chết. Tô công tử, xin lỗi Nghe Nhi, ta đã giấu muội nhiều năm như thế, ta đúng là một tên khốn. Hôm nay chỉ mong được chết để chuộc lại tội lỗi. Xin đại nhân giáng tội. Tô Văn Vũ, tuy ngươi và Diên Đạo Thành là đồng phạm, nhưng nể tình ngươi Kim Cương trước diệt thẩm, còn ra mặt làm chứng, công nhiều hơn tội, nên tạm thời bắt giam Tô Văn Vũ, tịch thu toàn bộ tài sản xung công, xem như trừng phạt, rồi chọn ngày tuyên án. Rõ. Ta không ngờ đến chuyện của Tô công tử, nhưng Diên Đạo Thành gian trá xảo quyệt, nếu không nhờ huynh ấy lấy sổ sách và ghi chép hành tung của Tô công minh ra, thì đúng là không biết phải phá vụ án này thế nào. Chỉ là việc Thân Lam năm đó tưởng ngu, ta muốn gặp riêng huynh ấy, dù sao huynh ấy cũng từng thật lòng giúp đỡ ta. Tô công tử, tại gia ta có thể rửa sạch nỗi oan là nhờ huynh. Nếu mọi người không kịp thời xuất hiện, thì không biết khi nào ta mới có thể chuộc được tội nghiệp. Chuyện năm xưa là ta có lỗi với muội, tôi gia ta nợ muội quá nhiều, lấy cái chết tạ tội cũng khó rửa được tội. Nhưng việc Thân Lam ta không hối hận, nếu không đề này ta đều không thể yên lòng. Nhưng huynh có từng nghĩ đến việc huynh nhận tội rồi có thể sẽ... Tôi Văn Vũ ta sống suốt bao nhiêu năm qua đều không giống một con người, khó khăn lắm mới thay đổi hồn xác, dù sao vẫn tốt hơn đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, không thể ngủ yên giấc. Ta sẽ cầu xin Hà đại nhân, dù sao cũng là Thân Lam làm việc ác trước, lại không ngừng bắt chẹt. Mặc dù huynh đã giết người, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng ta dung túng cho nhị thúc, đổ oan cho muội, trơ mắt nhìn muội rơi vào cảnh lao tù, tội ta không thể tha thứ được. Mọi chuyện hôm nay đều là nhân quả luân hồi, là báo ứng. Muội mau đi đi, nơi này không tiện ở lâu. Nguyên thống lĩnh cung thị cục Diên Đạo Thành lợi dụng quyền hành chức vụ bắt chẹt thương nhân, xem thường mạng người, theo luật pháp Đại Ninh phải tịch biên gia sản, nay giam vào thiên lao đợi ngày xử trảm. Về những tội phạm khác
sẽ hỏi tội theo mức độ nặng nhẹ. Tôi Văn Vũ nói giáo cho giặc, xét thấy có công chủ động tự thú, phán tịch biên toàn bộ gia sản và lưu đày phương Bắc 10 năm, không được về kinh. Tạ Thị ở Thành Đông, năm đó vụ án Bột Trân Châu bị du quan hãm hại, tại đây đặc biệt thanh minh, trả lại trong sạch cho Tạ Thị, trả lại cho danh hiệu Cống Thương. Đi mau. Cha, mẹ, tỷ tỷ. Nghe Nhi đưa mọi người về nhà rồi. Họ bức nàng nhảy xuống vực là Du Y đã dùng cơ thể bảo vệ nàng. Du Y đã bị thương nặng, giờ đang nằm ở bên cạnh. Tỷ, tỷ. Nghe Nhi, tỷ tỉnh rồi. Tha thứ cho ta, mãi không nhận muội. Ta không muốn mang lại nguy hiểm cho muội, thế nên chỉ có thể từ xa dõi theo muội, cố gắng bảo vệ muội. Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là giữa sống và chết, mà là Tạ Phong đứng trước mặt người thân duy nhất trên đời. Muội muội ta trước mặt Tạ Tiểu Nghi mà ta lại không thể nhận. Ca, tỷ, muội biết vì sao tỷ lại lấy tên Vô Y rồi. Tỷ đang tìm muội, nhưng muội lại trở thành Nghi Thường. Bây giờ tỷ tìm được muội rồi, muội sẽ không rời xa tỷ nữa. Tỷ sẽ có nơi nương tựa. Tỷ muốn dậy à? Để muội đỡ tỷ nào. Từ từ thôi. Nào, từ từ thôi. Hồi nhỏ, Tạ Phong là đại ca muội. Bây giờ Vô Y cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận làm tỷ tỷ của muội rồi. Tỷ, cha từng nói nhất định phải
làm rạng rỡ Tạ thị. Bây giờ sứ mệnh chứng hưng Tạ gia. Phải giao lại cho muội rồi. Ta tìm muội tìm đã mệt rồi. Lát nữa ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Không được, tỷ, tỷ không thể ngủ được. Nghe Nhi còn rất nhiều chuyện chưa nói với tỷ. Chúng ta không gặp lâu như vậy rồi, mà tỷ cũng không nhớ muội. Sao tỷ có thể ngủ được? Không được ngủ, nghe thấy không? Không được ngủ. Điện hạ, tỷ tỷ Tạ gia, Lạc Diên điện hạ, cảm ơn ngài đã đối xử tốt với muội muội ta. Tỷ, ta sẽ cùng một đời một kiếp bảo vệ Nghi Nhi. Cảm ơn. Nghi Nhi, tỷ, ta giao muội ấy cho ngài đấy. Được rồi. Ca ca, vì sao quân phải búi tóc trên đầu? Vì ta là Nam Nhi, sau này phải bảo vệ muội. Tỷ tỷ, tỷ không thể bỏ lại muội được. Tỷ tỉnh lại đi. Tạ Phong, tỷ từng nói tỷ sẽ không bỏ rơi muội. Nàng đừng như thế. Sao tỷ có thể nói không giữ lời? Nghe Nhi, Tạ Phong. Tỷ, tỷ đừng bỏ lại muội. Tạ bá phụ, Tạ bá mẫu, tỷ tỷ Tạ gia, mong mọi người yên tâm. Tưởng Ngu sẽ dùng cả đời bảo vệ Nghi Nhi. Nghe nói đại nhân bị giam vào ngục, Văn Tú vẫn vô cùng lo lắng. Bây giờ thấy đại nhân tất cả đều ổn thì ta yên tâm rồi. Chỉ là thời thế thay đổi, ta quả thật không ngờ rằng đại nhân cũng có ngày thê thảm như hôm nay. Quá ra hôm nay cô đến đây là để bỏ đá xuống giếng à? Chỉ tiếc, cho dù bản quan rơi vào cảnh này thì vẫn tốt hơn bà chủ Nhan mất hết thanh danh, bị mọi người bỏ rơi. Viên Đạo Thành, bây giờ ngài đã là một tên tù nhân bị nhốt trong bốn bức tường này mà vẫn dám hên hoang đến vậy sao? Lúc giết Cao Tuyền và nhị lão gia Tô gia, ngài có từng nghĩ đến mình cũng sẽ có ngày hôm nay? Hôm nay cho dù ta bị chém đầu thì cũng không đến lượt cô đến dạy dỗ ta. Cô chẳng qua là đứa con bị Nhan gia ruồng bỏ, cô con dâu bị Tô gia đuổi ra khỏi cửa, bất tài vô dụng, làm việc thiếu suy nghĩ. Cô còn nghĩ mình là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc sao? Thực ra cô chẳng là gì hết. Đến Tô Văn Vũ bất tài vô dụng kia cũng có thể chơi đùa cô trong lòng bàn tay. Ít nhất ta còn có đường lui.
Lạc Dương và Nghe Thường chẳng qua chưa có thời gian xử lý cô thôi. Cô thực sự cho rằng họ có thể tha cho cô à? Hay là cô định bỏ đi, từ đây nhận thua với Nghe Thường, đối thủ một mất một còn của cô? Ngài đừng nhắc đến tiện nhân Nghe Thường này nữa. Ta không muốn nghe thấy tên cô ta. Bà chủ Nhan sợ rồi sao? Đủ rồi. Viên Đạo Thành, rốt cuộc ngài muốn nói gì? Nếu ta nói có cách để cô vĩnh viễn thoát khỏi Nghe Thường thì sao? Chỉ cần cô giúp ta rời khỏi đây thì ta nhất định sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Chắc đại nhân nói đùa nhỉ? Văn Tú chỉ là một thương nhân, làm sao có bản lĩnh cướp ngục? Nếu ngài không còn chuyện gì khác thì ta về trước đây. Hôm khác Viên đại nhân lên đường, Văn Tú nhất định sẽ tiễn ngài một đoạn. Ta nói cô không có đầu óc. Cô thực sự không có đầu óc mà. Ta đã dám nói việc này thì tất nhiên sẽ có kế hoạch. Nếu cô làm theo lời ta nói thì ta đảm bảo nửa đời sau cô sẽ không lo cái ăn cái mặc, tiêu dao tự tại. Hơn nữa, Nghe Thường nữ nhân này cũng sẽ không chướng mắt cô nữa. Ngài điên rồi sao? Đây là tội nạn diệt tộc đấy. Bà chủ Nhan chẳng lẽ đã quên? Bây giờ ta thân mang nhiều tội, nếu Diên Mỗ không thể ra ngoài thì nhất định sẽ bắt bà chủ Nhan đi cùng với ta. Tối nay chúng ta phải tranh thủ thu xếp, ngày mai chọn đúng thời cơ hành động, một khắc cũng không thể chậm trễ. Tiểu thư, đây là tội nặng chém đầu đấy. Tất nhiên ta biết. Đệ nhi thật sự không dám. Tiểu thư, không dám cũng phải làm. Việc này ta không có lựa chọn. Bà chủ Nhan, chuẩn bị xong thuyền rồi chứ? Chuẩn bị xong rồi. Ta đã nói nên đến xem đại hội thưởng qua này mà. Hoa cỏ mùa này đua nhau khoe sắc, vô cùng tươi đẹp. Nhưng theo ta thấy, số hoa này dù đẹp thì cũng không sánh bằng cô. Chỉ người khéo ăn nói, sao chết cả thế này, ai mà biết được. Hôm qua ta không cẩn thận làm đổ thức ăn nhà ngươi, ngươi nói sẽ thuốc chết gà vịt nhà ta. Quả nhiên hôm nay tất cả đều chết sạch. Đằng trước có chuyện gì thế? Sao lại cãi nhau? Muốn đánh nhau à? Cẩn thận đấy, Tử Tuyên. Cô nương mau đi đi. Còn ngay ra đấy làm gì? Mau ra đi. Đa tạ vị công tử này giúp đỡ. Không cần đa lễ. Đa tạ công tử. Hình Duy, Hình Duyệt, đứng lại cho ta. Đừng chạy. Đứng lại. Hình Duyệt,
Dương gia. Dương gia, không hay rồi. Công chúa Lan Chiêu bị người ta bắt đi rồi. Sao lại như thế? Người bắt công chúa lập mưu đã lâu, cố ý tạo ra hỗn loạn trên đường, rồi thừa cơ bắt công chúa đi. Vừa có người đưa thư và ngọc bội thân phận của công chúa đến. Giờ mùi ba khắc hôm nay, đưa Diên Đạo Thành đến bờ sông ngoại ô phía nam trao đổi công chúa. Chỉ một mình ngài đưa Diên Đạo Thành đến, không được kinh động đến triều đình. Đây là chữ của Nhan Văn Tú, không ngờ cô ta lại làm ra việc này. Việc này được lên kế hoạch chu toàn, chỉ sợ Diên Đạo Thành sớm đã nghĩ ra đường lui. Tiểu Lộ, lập tức chuẩn bị ngựa. Rõ. Mau, chàng định đi đâu? Bây giờ vừa qua giờ ngọ, ta bí mật bẩm báo với hoàng thượng trước, rồi đi ổn định Tử Tuyên. Tính cách huynh ấy sốc nổi, e là đã sắp hành động rồi. Vậy ta ở Dương phủ đợi chàng về, hy vọng công chúa có thể bình yên vô sự. Được. Dương gia. Dương gia. Viên Đạo Thành, tên khốn này. Ta Tử Tuyên. Tiểu hầu gia, không cần phải giận thế. Chỉ cần tại hạ có thể thuận lợi thoát thân, thì công chúa Lan Chiêu biết định có thể bình an vô sự. Người có tin bây giờ ta giết ngươi không? Tiểu hầu gia có thể thử xem. Ngươi, Tử Tuyên, không cần nhiều lời với hắn. Chắc hẳn Dương gia đã tấu lại việc này rồi phải không? Hoàng thượng có lệnh, mọi việc đặt an nguy của công chúa lên hàng đầu, nên đặc biệt lệnh cho bổn dương đến đây đưa ngươi ra khỏi thiên lao. Nghe thường cô nương, đừng quá lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì. Dương gia về rồi. Tử Ngu, thế nào rồi? Ta đã bẩm báo với hoàng thượng, hoàng thượng có chỉ mọi việc đặt an nguy của công chúa lên hàng đầu, nhưng tội thần Diên Đạo Thành cũng không thể tha. Việc này do ta toàn quyền phụ trách, Tử Tuyên sẽ ở bên hỗ trợ. Đều tại ta, nếu không phải ta nhất thời sơ suất, thì Hình Duyệt cũng không bị họ bắt đi. Bây giờ đã gần đến giờ mùi, chúng ta còn phải đi áp giải Diên Đạo Thành. Ta đã điều động binh lính, tuyệt đối sẽ không để Diên Đạo Thành được như ý. Nhưng làm vậy liệu có kinh động đến Nhan Văn Tú không? Không sao. Đến lúc đó Tiểu Lộ dẫn binh lính đứng gác bên bờ sông đối diện cách đó một dặm, đủ để Nhan Văn Tú buông lỏng cảnh giác. Vậy ta đi cùng mọi người. Việc này ta nhất định phải đi. Ta là người hiểu Nhan Văn Tú nhất. Đưa ta đi cùng đi. Vậy chúng ta lập tức lên đường. Nhan Văn Tú, công chúa thế nào rồi? Nghe thường, sao cô cũng đến đây? Ta đã đưa Diên Đạo Thành đến rồi, hãy giao trả công chúa điện hạ, thực hiện lời hứa của cô. Được. Lạc Dương cũng là người giữ lời. Vậy chúng ta bắt đầu trao đổi đi. Đạo Thành,
Không ngờ ngươi lại bị ổi như thế. Ngươi sẽ để ta sống sót rời đi sao?